Thế mua lại nào. Mới mua luôn. Xe chạy nhiêu ngày rồi ta? 7 ngàn mấy rồi. Mà nó mới chiêu đây hay gì? Mới chiêu đây rồi. Ép ra đầu hết rồi. Tao đo ngắm lại tôi coi. Được rồi. Đù. Ai giống như là kéo đần cò vậy. Kêu kêu kỳ lắm nha anh em. Để gặp kỳ gặp ba là mua đây. Để tôi test cho một coi. Kêu nếu hết rung đầu nhẹ xe tiết kiệm xăng là mở cái tua này để luôn rồi rồi đây là một cặp luôn 200 ly giữa nè quay nó sắp ý luôn. Đây là mình đã khắc phục cái lỗi bị kêu cái rung đầu của nó 300 rồi. Cái xe này nó bị hư cái chuông luôn, chuông viên là nhân thành nó bị oval luôn, nó bị méo rồi, do vớt nhiều quá nó mỏng quá, bên này là viên mới rồi, nó dày hơn, cái mắt thơm nhìn vô camera mình không thấy rõ đâu, nhìn nó ngoài nó rõ hơn, thêm kêu kẹt 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 lắm, chuông rồi, cái ý luôn rồi. Test cái rắc 300 sau khi làm nồi xong. Thứ hai lọc gió. Cần nè. Không thấy coi nè. Hết bệnh tình trạng đây đây quá. Hồi nãy nó kêu cọc 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 anh em nghe không? Thôi dặn ra luôn đi. Có thắng lại nhấp nhấp ra giống nãy không? Đó, hồi nãy á. Nãy đang nó kêu cọc cọc á anh em nhớ không? Còn giờ nó hết. Khắc phục cái lỗi luôn nha. Các 300 rất là nhiều chiếc vậy á, bị kêu láp nữa. Hết cọc cọc. Êm luôn nha anh em. Chứ 300i là nó không có êm như là cho 50 đâu. Nó sẽ kêu cọc cọc, bây giờ là khắc phục cái lỗi cọc cọc nha. Bên mình là chuyên luôn nha, 300i là cái gì cũng làm từ máy móc cho tới. Nồi lúc nãy á,
em có quay cho anh em coi là nó bị kêu á, giờ là làm khắc phục cái lỗi luôn. Không, không, anh em. Cố tình giận rồi cũng không kêu nữa. Má nó êm quá anh ơi. Mình làm mà mình đi khắc phục cái lỗi này rồi. Lỗi đặc trưng của 300 nó hay kêu cục 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 quá, chứ lại rung cái đầu á. Không có rung đâu, không có rung gần vậy đó, im luôn luôn. Nói chung là bao anh em luôn nha. Đó, anh em có gì liên hệ TPK đi xin nha. Rồi, cảm ơn em đã xem clip nha. Đó, cũng xe quá xin xò luôn. Hai xe, em đăng ý. Chiếc 300 nữa. Đây rồi, mình test con SH300i 24. Ở phía Lâm Nội, đi khắc phục cái lỗi bị kêu á. Hai cái tua luôn, nhưng mà mở tua thứ hai lọc gió đen nè, để em xem khác biệt nha. Đây là phát cho 50, đây chiếc 300 mới luôn. Nãy là chiếc AB, là chiếc Lít 125 là đi về rồi. Rồi còn mấy chiếc nữa là xong.